Trời 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 mày làm gì trời? Trời đất ơi. Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Miu7. Và như lần trước mình đã làm không thành công và xin lỗi quý vị và các bạn rất là nhiều. Theo gì không nói, tao gõ cho một cây bây giờ nè. Thì hôm nay mình với một bạn gấu nghe. Gấu dễ thương không? Mày chết cha, mày dễ thương. Thì mình với bạn gấu sẽ đi chợ mua đồ về để xả chết, để giải xui đi. Giải xui đi. Bữa trước clip trước mình làm không thành công. Nay mua đồ về nhậu buồn buồn nhậu chơi đó, giải xui đi để coi mình với gấu đi chợ ha. Mày đi chợ đàng hoàng nha mày. Đi 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 đi. Đi. Vô mua bia, quán này bia ngon nè. Gấu này gấu uống bia dữ dằn lắm chứ không giỡn nghe. Gấu không có ăn trái cây đâu. Mua nhiều gấu. Lấy 10 lon Tiger cho gấu đi. Đây gấu này sang chảnh lắm á, uống bia không ăn trái cây đâu. Đồ ta ông nội. Trời ơi trời 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 trời, đồ tao không nổi, búng búng đi, tiền đâu mà thượng. Lấy cho gấu 10 lon tay ghê đi. Nhậu bia mình bụng tự vậy thôi. Con gấu này là ai đó, tự nhiên đi vô nhà bà. Buông con người ta xuống không nội. Bữa nay gấu thay Tề Thiên Đại Thánh đi đại náo chợ Phú Lại ha. Nè, không có tiền mày đặt uống bia nữa. Trời ơi. Mẹ nó trắng con. Rồi giờ bye bye chủ quán nha, chúc chủ quán mua mai bán đất nha. Giờ gấu phải đi mua mồi nè. Ở trong rừng mới ra. Ở trong rừng mới ra. Trời ơi, giống ăn sang dữ vậy. Rồi, ở đây con trai tao chiều mày luôn á đúng. Rồi mày lấy cái gì? Xương. Trời ơi. Gan. Thịt heo trời ơi. Làm lẻ hai đấy, làm lẻ. Nè nè, thịt bò này, gấu ăn thịt bò. Gấu ăn thịt bò. Ăn thịt bò không? Trời ơi, thịt bò ta ngon muốn chết, ăn không? Gấu bán cho Nhiều, đi ký. Nhiều, 50, 50. Bên kia có rau cần không?
hung gấu cái coi. Oh yeah. Bắt tay. Số gấu cần con bán cho gấu một bó gấu cần thôi. Cần ăn thịt bò đó, đúng rồi, nọ đó. Fire in the hole. Headshot. Mày nhây quá nghe gấu. Đi ra cho tao bán buôn nữa. Trời đất ơi. Chào ai? Con gấu. Gấu đi mua mồi về nhậu. Chào tất cả mọi người nha, gấu đi về nha, gấu mua xong đồ rồi. Bye bye. Bia nè, hải quỷ gì đây, lấy ra hết coi gấu. Mày đi chợ về mày mua được cái gì à? Không mà vào mày ăn sang dữ là thịt bò hả? Mới ba lớn mày đặt ăn nhậu mà hư quá. Ờ, dí quỷ sứ à? Thôi, hai đứa im để nói nha. Ok, chào các bạn nha. Mình với gấu vừa mới đi chợ về. Bây giờ công đầu của gấu là nhiều nhất. Công của gấu đi mua này, vất vả nè ha. Thì mình cho gấu phần nhiều luôn. Đó. Đụng uống cho chết cha. Nè cho mình chết cha luôn đi. Uống đi. Thôi ăn của gấu hết nha. Thôi còn của mình chứ. Mình luôn. Ok. Đi nha. Rồi của gấu hết á. Còn thịt bò cái thịt bò của mình nha. Gấu ăn với nhau. Kia là. Cho gấu nè, hai anh em mình đi. Thịt bò của mình nha. Ok. Rồi, anh em khui bia cái đi. Mời mọi người uống bia với gấu nghe. Nè, 1, 2, 3, vô. Ok. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Lần sau mình hứa hẹn sẽ ra clip gấu hay hơn nữa. Ôi giời. Thì các bạn gấu nó mua như bò để gấu đổ như bò để đổ, đổ thấy không các bạn thấy không? Mình đang nói mà. Để đổ mà có ăn uống không mà cũng vậy đó. Ok. Thôi clip của mình xin được kết thúc tại đây. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ kênh YouTube cho mình ha. Bye bye. Bye bye đi.